siêu phẩm xe tải cũ TMT 6 tấn 2015 mà cứng ngỡ như 2016 vậy. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hưng Tuấn Auto. Hôm nay thì một ngày nắng đẹp thì em lại được review một sản phẩm mới về salon Hưng Tuấn. Một sản phẩm cực kỳ chất lượng và được coi là một siêu phẩm luôn các bác nhá. Một em TMT tải trọng 6 tấn, sản xuất năm 2015, nhưng mà nhìn cực kỳ mới. Tại sao em nói đó là siêu phẩm? Bởi vì chiếc xe này chạy đúng 4 vạn luôn, cam kết với các bác là chạy đúng 4 vạn nhá. Sơn zin toàn xe, ở đây không có con thứ hai đâu các bác nhá. Đấy, cho các bác cái nhìn tổng quan với em nó. Rồi, còn bây giờ em sẽ đi vào từng chi tiết cho các bác thấy được vẻ đẹp của em nó các bác nhá. Đầu tiên về thân vỏ thì em này là màu xanh, một màu rất là có giá và luôn là một màu thịnh hành nhất trong thị trường. Đây, thân vỏ các bác xem tất cả phần keo chỉ. Đấy, chỉ cửa này, chỉ cửa rất là mỏng, không bảo tí matit nào các bác nhá. Sơn zin 100% toàn xe luôn. Đây, tất cả tắp đi cửa này, liên lạc này, kính quay tay này, còn rất là mượt. Đấy, đây coi nhìn này, quay này. Đấy, kính quay rất là êm, rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Cả tắp đi cửa đấy. Rồi xem đến các phần cột. Cột thì có, đây là cột A. Đây này em gọi là cột A này. Còn đây là cột B. Đấy, đây là cột B. Các bác giật, có thể giật cái răng này ra để xem kỹ hơn cái phần đinh bấm các bác nhá. Đấy, đây này. Rất là mỏng, không bả mặt tít, không đâm đụng, không làm lại gì cả. Các bác nhìn tất cả cái đường gân dập lỗi này. Đây, tất cả đường gân dập lỗi này, nó còn nguyên này. Đấy, thẳng tắp luôn, không va chạm đâm đụng gì cả. Đây, các bác nhìn tất cả phần khi bấm cửa này, vàng chóe luôn, không vết sức nhỏ. Tất cả bậc lên xuống các bác thể thấy nhá, rất là liền lạc và chắc chắn. Cả phần keo này nó không bị bung ra, nó không bị gãy rạp hay hàn rồi cả. Đấy, rồi đây, em sẽ ra đến phần đầu chán này. Tất cả cột A, cột A nguyên bản nhá, liền lạc chắc chắn. Nếu xảy ra đâm lụng thì phần cột A sẽ là nhìn nó va chạm đầu tiên. Lên một chiếc xe đẹp thì các bác phải xem phần cột A. Và em này thì không đâm đụng, ngập nước gì cả các bác nhá. Đẹp xuất sắc, siêu phẩm luôn. Không bao có con thứ hai đâu các bác ạ. Đây, tất cả chán xe đây. Đấy, chán xe. Tiếng nó không có tiếng bịch bịch nhá. Tiếng bịch bịch là bản matic nhiều ở đây, quen máy sơn zin toàn xe. Tất cả đèn này mới đét luôn. Đấy, thì bác nào có thiện chí thì liên hệ ngay số điện thoại bên em trên màn hình. Salon nhà em tại Đồng Tha, Ninh Bình, Hưng Yên, gần Eco Bắc các bác nhá. Bác nào mà đặt hàng ngay hôm nay thì bên em sẽ có những ưu đãi đặc biệt và giảm giá cực sốc cho bác ý. Đây là nội thất em nó này, nội thất rất là tươi và tất cả phần trần, trần nhá. Điều hòa, lót sàn đầy đủ, tất cả tắp lô rất là chắc chắn luôn. Nội thất rất đẹp, cả bậc lên xuống bên này vậy này, các bác nhìn này, lốp lát chất luôn các bác nhá, lốp mới cả già.
và tất cả phần thành thùng. Đấy, thành thùng đẹp như này mà. Đây, em sẽ đi vào sắt thi để sạc sóng các bác xem. Sạc sóng phẳng đét nhá, không mối mọt, không võng. Nếu mà chở hàng mà quá tải hoặc lặng thì sạc sóng sẽ bị võng và khai thác quá nhiều thì sạc sóng nó không còn được phẳng và đẹp như này đâu. Và tất cả sắt thi, các bác nhìn sắt thi này, tất cả số khung rõ ràng hết nhá, số khung còn rõ ràng nhá. Đấy, sắt thi nguyên bản, không hiện tượng gọi là lứt lát gì cả. Và những con ốc còn vàng nhá. Đấy, nhưng mà ốc còn vàng nó không bị, chưa bị xoáy ra, xoáy vào gì cả. Đây, cái lốp các bác nhìn này, lốp mới cả vàng nhá. Em này xứng đáng gọi là một siêu phẩm của dòng TMT. Đấy, còn về phần thùng thì em này đã được lót sàn rồi các bác nhá. Đấy, thùng thì nó hơi chặt, em chưa mở được cho bác xem. Và nếu bác làm một thiện chí thì điện ngay gọi bên em trên màn hình để bên em sẽ tư vấn cặn kẽ hơn và gửi hình ảnh chi tiết cho bác xem, muốn xem phần nào có phần ý các bác nhá. Thì em xin báo giá lại, em này là em TMT đời 2015, có tải trọng là 6 tấn và giá của em nó là 195 triệu. Và có ưu đãi cho bác nào mà đặt hàng ngay hôm nay các bác nhá, hãy nhanh tay điện ngay số thoại bên trên màn hình để đặt hàng ngay em nó các bác nhá. Một siêu phẩm, không có con thứ hai, chạy đúng chuẩn 4 vạn, sơn zin toàn xe 100%. Đấy, và nếu bác làm mà thấy hay và mong chờ video tiếp theo của em vào ngày mai thì ngay ngày hôm nay và ngay lúc này hãy nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng cái chuông ở bên dưới để là người đầu tiên nhận được những video hay nhất và sớm nhất từ bên em các bác nhá. Và chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của Hướng Dẫn Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.